bạn đầu tiên của mình hôm nay đi rửa xe đây. Đây là huyện Đắk Hoa, tỉnh Gia Lai. Buổi chiều khoảng 4 giờ. Để xem một căn như này. Mình đang đợi tới lượt rửa xem. Buổi chiều Đắk Hoa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin mời đăng ký like và chia sẻ video.